Kính thưa quý vị, mở đầu các phần tin địa phương đêm nay là bản tin liên quan tới việc giáo sư của Đại học tiểu bang San Jose bị đình chỉ sau khi giữ vai trò là người liên lạc cho người biểu tình tại trường. Một giáo sư của Đại học tiểu bang San Jose, người giữ vai trò là người liên lạc giữa người biểu tình ủng hộ Palestine tại trường và ban giám hiệu nhà trường, đã bị đình chỉ công việc và đang bị điều tra để kỷ luật. Giáo sư Sean Kill cho biết, ngày 24 tháng 5, bà nhận được email cáo buộc bà vi phạm thỏa thuận thương lượng tập thể. Trong lá thư từ bà John Wright, phó hiệu trưởng phụ trách nhân sự của trường đại học, bà Kill bị cáo buộc liên tục vi phạm các chính sách của trường đại học, nhiều khuyến khích sinh viên vi phạm các chính sách, tham gia hành vi quấy nhiễu đồng nghiệp và tạo ra rủi ro khi công khai đăng tải bình luận kích động về một đồng nghiệp. Bà Kill cho rằng email này không gắn liền với thực tế, nói về những việc không xảy ra và bà cũng không được cung cấp bản tóm tắt bằng chứng về những hành động của bà. Việc đình chỉ diễn ra gần 3 tháng sau khi giáo sư Jonathan Roth tạm thời bị đình chỉ theo sau một sự việc với sinh viên. Bà Tracy Stafford thuộc Đảng Dân Chủ ở California nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận trong trường hợp này. Bà nói rằng tự do ngôn luận là giá trị cốt lõi tại các trường đại học. Một giáo sư phải có quyền tự do ngôn luận đó. Bà đề nghị không sử dụng tình hình chính trị biến động hiện tại làm cái cớ để trấn áp tự do ngôn luận, đặc biệt là tại các trường đại học. Bên cạnh đó là tin, các nhà lập pháp California giới thiệu dự luật để quản lý việc sử dụng trí thông minh nhân tạo của các cơ quan tiểu bang. Các nhà lập pháp California lo ngại về trí thông minh nhân tạo trong khu vực tư nhân, nhưng cũng lo ngại về việc sử dụng trí thông minh nhân tạo của các cơ quan tiểu bang. Thượng nghị sĩ tiểu bang Bill Drop giới thiệu đạo luật trách nhiệm trí thông minh nhân tạo, còn gọi là SB 896, hướng dẫn quản lý các cơ quan tiểu bang sử dụng công nghệ tự động. Một điều khoản trong dự luật bắt buộc các cơ quan tiểu bang thông báo cho người sử dụng biết khi họ đang giao tiếp với trí thông minh nhân tạo. Ông Dodd nói rằng, cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua các dự luật về doanh nghiệp nhưng không ban hành các quy định tương tự đối với chính cơ quan này. Ông Ahmed Banafa, giáo sư kỹ thuật tại Đại học tiểu bang San Jose, cho rằng dự luật như thế này là điểm khởi đầu cần thiết đối với chính quyền, các công ty trí thông minh nhân tạo và những người tiêu dùng, vì có vô số bất trắc trong thế giới trí thông minh nhân tạo, rộng lớn, luôn thay đổi. Đề cao tiềm năng tích cực của trí thông minh nhân tạo, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Stanford về trí thông minh nhân tạo thử nghiệm một hệ thống gần theo thời gian thực để xác định đổ rác trái phép theo đạo luật nước sạch. Đạo luật trách nhiệm trí thông minh nhân tạo đang được bàn thảo tại cơ quan lập pháp cũng khuyến khích tiểu bang đầu tư vào giáo dục trí thông minh nhân tạo và xây dựng năng lực trí thông minh nhân tạo trong lực lượng lao động của tiểu bang. Cảnh sát San Jose điều tra động cơ của nghi phạm trong vụ bạo lực là một người thiệt mạng và một người bị thương. Cảnh sát San Jose hôm thứ Ba cho biết, nghi phạm trong cuộc đối đầu cố thủ một ngày trước đó đã bị bắt giữ và đang được tạm giữ tại bệnh viện địa phương vì thương tích tự gây ra. Ông ta bị cáo buộc bắn bị thương một nam giới và bắn chết một phụ nữ. Theo các nhà điều tra, khoảng 6 giờ chiều thứ Hai, người dân ở khu dân cư Julian gọi 911 trình báo tiếng súng vang lên ở dải 300 trên đường North số 20. Nhiều lỗ đạn xuyên qua cửa sổ phía trước của một căn nhà. Phát ngôn viên Stacy Stein của sở cảnh sát cho biết, khi đến nơi thì cảnh sát tìm thấy một nữ nạn nhân bị chấn thương nặng. Họ cũng tìm thấy một nam nghi phạm, người rút lui vào căn nhà và cố thủ. Cuộc đối đầu với cảnh sát kéo dài từ khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Các nhà thương thuyết của cảnh sát thuyết phục nghi phạm đầu hàng. Ông ta được đưa đến bệnh viện với thương tích do tự gây ra. Khi vào bên trong của căn nhà thì cảnh sát phát hiện thi thể của một phụ nữ. Hiện chưa rõ nạn nhân bị đánh chết hay bị bắn chết. Một nam nạn nhân bị nghi phạm bắn. Nạn nhân bị thương nhẹ đã được chữa trị tại bệnh viện ở gần đó. Các nạn nhân và nghi phạm quen biết nhau nhưng chưa rõ đây có phải là vụ bạo hành gia đình hay không. Cảnh sát đang điều tra động cơ của vụ bạo lực này. Đây là vụ giết người thứ 16 ở San Jose từ đầu năm cho đến nay. Tại thời điểm này năm ngoái, thành phố đã xảy ra 11 vụ giết người. Tiếp đến là tin về việc cựu cảnh sát Pittsburgh và sở cảnh sát bị kiện vì vụ bắn người vào năm 2022. Một cựu cảnh sát Pittsburgh và sở cảnh sát đối diện vụ kiện liên quan đến vụ bắn một người hồi năm 2022. Gia đình của Austin Porter cho biết, ông ta lên cơn tâm thần, nhưng thay vì được chăm sóc, ông ta bị bắn. Ông Porter từ Georgia đến Bay Area hồi tháng 2 năm 2022 và ở lại khách sạn ở Pittsburgh.
Sau đó, ông ta bắt đầu lên cơn tâm thần. Cảnh sát được gọi đến để hỗ trợ. Cuối cùng, cảnh sát bắn ông ta 2 phát đạn và bắt giữ ông ta. Potter cho biết gia đình ông gọi điện thoại nhờ hỗ trợ, ông cũng nhờ giúp đỡ. Ông giải thích với họ rằng ông thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo cảnh sát, cuộc gọi ban đầu là từ khách sạn sau khi Potter không chịu ra khỏi phòng. Nhưng trong đơn kiện, 4 cảnh sát gồm Ernesto, Medja O'Cross, Brian Addison, William Hatcher và Corey Smith, sở cảnh sát và thành phố, Potter nói rằng ông thể hiện dấu hiệu rõ ràng của cơn tâm thần. Ông nói với các nhà chức trách ông sợ và lo lắng có người đến bắt ông. Đoạn video do các luật sư của Potter cung cấp cho thấy cảnh sát Pittsburgh hứa không làm ông ta đau đớn nếu ông ta ra khỏi phòng. Sau hơn 20 giờ thương thảo, kể cả nhiều lần dùng hơi cay, ông Potter bị cựu cảnh sát Major Oroscott bắn 2 phát đạn. Năm 2022, cảnh sát lý luận rằng các biện pháp giảm căng thẳng không hiệu quả. Ông Potter bị bắn sau khi ông ta bị bắn đạn cao su và cầm dao lao về phía cảnh sát. Theo luật sư của ông Potter, ông tự vệ để phản ứng với phát đạn cao su trước đó và đoạn video chứng tỏ ông ta giơ tay lên đầu hàng. Luật sư cáo buộc cảnh sát làm tình hình leo thang sau khi bảo các chuyên viên sức khỏe tâm thần đi chỗ khác. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần Closing News. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi công ty BD Home Group Inc. chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADUs, guest house. Đặc biệt, có nhận xây mới tiệm nail, nhà hàng, boba milk tea. Xin gọi 657-535-6789 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành. Xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013, 408-780-2013. Don't overpay for your ADU, don't overpay for your ADU. Quý vị muốn tiết kiệm tiền và không muốn mất quá nhiều tiền và thời gian cho việc xây cất ADU. Việc xây cất ADU chưa bao giờ dễ dàng như thời điểm hiện tại ở California, đặc biệt ở San Jose và các thành phố lân cận. Hiện nay, công ty BD Home Group đã có 4 kiểu mẫu ADU đã được approve. Quý vị có thể chọn một trong 4 kiểu ADU này để tiết kiệm thời gian xin permit bản vẽ để tiến hành xây dựng ADU của quý vị một cách nhanh chóng. Công ty BD Home Group chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADU, guest house với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm uy tín trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và tư vấn các công trình nhà ở, sửa chữa nhà cửa đến các công trình cấp cao, v.v. Chúng tôi sẽ giúp quý vị xóa tan mọi lo lắng và mang lại không gian sống và làm việc tốt nhất cho quý vị với giá cả vô cùng rẻ. Công ty sẽ giúp quý khách lo từ bản vẽ đến giấy phép hợp lệ để xây dựng, tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin hãy gọi ngay cho công ty BD Home Group số phone 657-535-6789 và số phone hotline là 669-699-6999. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Và sau cùng là phần Closing News. Bức tranh thất lạc của danh họa Caravaggio được trưng bày tại bảo tàng El Prado ở Tây Ban Nha. Bộ bức tranh của danh họa người Ý là Caravaggio được trưng bày lần đầu tiên hôm thứ Ba tại bảo tàng Prado ở Madrid, sau khi nó được mô tả là một trong những phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tranh tên là Ecce Homo, dịch từ chữ Behold the Man, đã mất dấu vết từ thế kỷ thứ 19 trước khi tái xuất hiện vào năm 2021, khi bức tranh ban đầu được cho là của một họa sĩ Tây Ban Nha không rõ danh tánh chuẩn bị bán đấu giá ở Tây Ban Nha.
Ông Carlos Chaguasida là giám đốc truyền thông của bảo tàng cho biết, bảo tàng không biết liệu bức tranh này có phải là tranh của Caravaggio hay không, nhưng bảo tàng nghĩ rằng nó có thể là một bức tranh quan trọng. Do đó, bảo tàng quyết định tấm tranh này không được rời khỏi Tây Ban Nha. Tây Ban Nha chặn buổi đấu giá tấm tranh sau khi các chuyên gia cho rằng nó có lẽ là tác phẩm của Michelangelo Merisi da Caravaggio, thay vì một đồng nghiệp không rõ danh tính của Jose de Ribera, người được cho là đã vẽ tấm tranh này. Chủ mới của tấm tranh, một nhà sưu tầm nghệ thuật quốc tế ở Tây Ban Nha, ký thỏa thuận với bảo tàng để trưng bày tấm tranh cho đến tháng 10. Caravaggio đã qua đời năm 1610 ở tuổi 39 sau cuộc đời đầy trắc trở. Ông là bậc thầy của việc sử dụng kỹ thuật ánh sáng, tức chiaroscuro, để chủ thể trông sống động như thật. Bức tranh Chúa Giê-xu đội mão gai được vẽ trong khoảng từ năm 1605 cho đến năm 1609, trước khi Caravaggio qua đời, và được cho là từng thuộc về vua Philip đệ tứ của Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi đã chấm dứt bản tin đêm nay của chúng tôi. Quốc Bảo và Ngọc Thúy xin mến chào tạm biệt, kính chúc quý vị một đêm thật an lành.